Thiên Khôi đã nhanh chóng để lại dấu ấn của mình trong mùa giải đầu tiên lên chơi ở các hạng đấu của Việt Football. Và năm nay thì đội bóng nhà đất chắc chắn cũng sẽ đặt những mục tiêu đầy tham vọng. Còn DTS với lực lượng gồm chủ yếu là những cầu thủ hàng công ty vẫn là một đối thủ rất khó chịu và vẫn ở đây, vẫn bền vững tại sân chơi cao nhất trong nhiều mùa giải. Chắc chắn sẽ là một trận đấu rất thú vị đang chờ đợi chúng ta. Nhất là khi cả DTS và Thiên Khôi cũng đang trong một tâm thế mà quyết tâm giành điểm của họ chắc chắn là sẽ đạt ngưỡng tuyệt đối. Trong hiệp 1 thì cao thủ Thiên Khôi sẽ là những người giao bóng trước và bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải của chúng ta với bộ trang phục màu trắng. Còn với bộ quần áo đỏ xanh sẽ là cao thủ DTS. Khá nguy hiểm. Tình huống lộn xộn và bóng được DTS phá ra. Bóng đi là mặt đất rất khó chịu. Huy Thị. Đường chuyền dài tốt và đây là cơ hội cho cao thủ Thiên Khôi quạt bóng. Làm gì đây? Phùng Xuân Nguyên không được. Từ lò Sông Lam Nghệ An thường xuyên được lựa chọn bắt chính. Nhưng trận này thì Phúc Cà Phê đã trở lại trong khung gỗ của Thiên Khôi. Phá qua người hay. Vẫn là những dấu ấn của Khôi Ngò. Khả quan. Nhưng họ cần những thành quả cụ thể. Đây là cơ hội. Vào rồi. Nguyên Tây. Nguyên Tây nhận quà từ Dương Văn Khôi. Phùng Xuân Nguyên mở điểm cho Thiên Khôi. Một sai lầm của Gold DTS. Và đương nhiên là Thiên Khôi không từ chối món quà này. Chúng ta vừa nói Thiên Khôi nhập cuộc tốt nhưng họ cần sớm có thành quả cụ thể thì ngay lập tức điều đó đã đến. 1-0. Không được, tình huống lùi về và cắt bóng của Xuân Tuyền. Đây là cơ hội phản công, Khôi Ngò. Vẫn là Khôi Ngò cắt vào trong, Khôi Ngò đi bóng tuyệt vời. Và anh gửi đi một thông điệp, làm hết ăn cả. Tình huống phản công của cao thủ Thiên Khôi và dấu ấn đậm nét của cá nhân Khôi Ngò. Đây chắc chắn là một trong những bàn thắng ấn tượng nhất từ đầu mùa. Đây chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc được rất nhiều cổ động viên quay màn hình và up lên các diễn đàn phủi. Một bàn thắng quá đẳng cấp của Khôi Ngò. Duy Kiên. Đây là cơ hội cho cao thủ Thiên Khôi. Chắc chắn là vào. Sáng Percy. Ăn mừng trước đã rồi mới ghi bàn. 3-0. Đây mới là phiên bản Thiên Khôi mà người hâm mộ của họ đã chờ đợi suốt từ đầu giải. Sau 3 vòng đấu không được như ý thì đây có thể sẽ là ngày mà Thiên Khôi có được một trận đấu mang đậm tính giải tỏa. Phá chạy bài rất hay của cao thủ Thiên Khôi. Phá quay tuyệt vời và đáng tiếc là tình huống. Làm tường hay, thêm một cơ hội mạnh nát. Không dứt điểm. Vừa rồi thì Khôi Ngò đã di chuyển không hợp lý. Pha lấy bóng hợp lệ của Thiên Khôi, thêm một cơ hội. Khôi Ngò cột 2, chưa được. Có vẻ như Xuân Tuyên muốn dứt điểm lách qua thủ môn. Dù tỷ số đang là 3-0 và có một thế trận thuận lợi thì huấn luyện viên Hiệp Cóc vẫn muốn cao thủ của mình phải chắt chiu hơn. Hoàng Ngọc Hào. Và cắt bóng của cao thủ Thiên Khôi, thêm một cơ hội để chuyển đổi và phản công. Khôi Ngò sút ngay. Cú đá rất căng nhưng chúng ta thấy được phản xạ ấn tượng của thủ thành Minh Cơ Ca. Đây có thể là cơ hội. Cú sút của cầu thủ mới vào sân thay người bên phía DTS. Đó là Đức Thông. Lại một pha xử lý bằng chân hơi lúng túng của thủ thành Minh Bèo. Ngày hôm nay thì người gác đền của DTS gặp rất nhiều vấn đề trong những pha xử lý của mình. Mỗi khi bóng trong chân thì anh tỏ ra lúng túng và luống cuống. Đây là cơ hội, Dương Văn Khôi. Mình GK lao ra rất nhanh. Tình huống xuất tướng chủ động của gôn bên phía DTS. Cơ hội, Hoàng Ngọc Hào, không vào. Không phải là đường chuyền ngang.
Pha xoay người dứt điểm của số 20 quá hiền và không thể thắng được thủ thành Phúc Cà Phê. Đường chuyền hay, cơ hội đối mặt thủ môn vẫn là Phùng Xuân Nguyên, bóng trúng cột dọc. Sáng Percy chưa được. Thiên Khôi tăng tốc. Sau khoảng 10 phút đầu hiệp 2 thi đấu hơi trùng thì họ đang muốn thiết lập lại sự thống trị của mình. Pha cài nhả quá hay và nhạy cảm có vẻ là của Sáng Percy. Thêm một cơ hội. Khôi Ngỏ, vẫn là Khôi Ngỏ. Cú sút trúng vào chân của Mai Văn Đại. Sáng Percy chọc khe hay, thêm một pha đối mặt thủ môn. Vào! Pha sục bóng đẹp mắt. Bàn thắng thứ tư cho cao thủ Thiên Khôi. Cú đúp của Dương Văn Khôi và cả hai bàn của anh trong ngày hôm nay đều là những bàn thắng xứng đáng được gọi là siêu phẩm. Nhưng Thiên Khôi đã thiết lập lại trật tự. Một pha solo qua ba hậu vệ và ghi bàn trong hiệp 1. Rồi bây giờ là tình huống sục bóng cực kỳ nghệ thuật. Pha qua người ở biên của Cương Trê, cơ hội cho Sáng Percy. Sáng Percy cũng đã có cú đúp. Bàn tay nhỏ cho cao thủ Thiên Khôi, 5-0. Đường chuyền tuyệt vời của Cương Trê. Trông thế này thôi chứ cũng không dễ chút nào. Pha băng lên ở tốc độ cao. Bóng cũng được căng vào khá mạnh và đi còn lập bập. Nhưng với cái chân không thuận của mình thì Sáng Percy vẫn mang về bàn thắng cho Thiên Khôi. Cú chạm rất đẳng cấp. Trọng tài sẽ rút một thẻ vàng cho Huy Thị. Đây là thời điểm mà Thiên Khôi cần tránh thẻ. Phương Vô Tu vẫn rất khó chịu và tinh quái. Đường phất bóng dài rất chính xác của Phúc Cà Phê. Cường Trê cũng khống chế tuyệt vời. Hoàng Danh, vẫn là Hoàng Danh. Quá son. Hai pha chạm bóng và bàn thắng đã đến với số 7 của Thiên Khôi. Vừa vào sân và tài năng trẻ người Hà Tĩnh ngay lập tức lập công. Tỷ số đã là 6-0. Thiên Khôi đang đánh tennis. Thêm một cơ hội, Sáng Percy. Sáng Percy! Bóng đi chạy cột dọc. LC cũng đang có kết quả tốt trước HG La Giang ở trận đấu cùng giờ. Phương Vô Tu. Quá hay, vẫn là Phương Vô Tu. Cơ hội là đây. Lần này thì Đức Thông đã không thể bỏ lỡ được nữa. Đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho cao thủ DTS. Cú giật gót đầu tiên không thành công nhưng vô tình lại giúp cho Đức Thông loại bỏ hoàn toàn thủ môn đối phương. Khá hài hước. Hứng xốp. Và cắt bóng của Trượng Matic, cơ hội cho Thế Vinh. Không được. Có vẻ như bóng đã chạm tay thủ thành Minh GK ở ngoài vòng cấm. Không thì chắc chắn là phải thẻ đỏ rồi. Nhưng đây tôi đánh giá là một sự linh động cũng hợp lý của trọng tài. Mọi thứ đã an bài rồi, không cần phải khắt khe với nhau làm gì cả. Hoàng Danh, những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Thêm một cơ hội cho Thiên Khôi, Thế Vinh, Thế Vinh! Cú đá không qua được bức tường người phía trước. Hoàng Danh. Không được. Tình huống nhả bóng chật nhịp. Vẫn còn thời gian cho đợt tấn công cuối cùng của cao thủ DTS Phương Vô Tu. Bộ pháp rất nhanh của Phúc Cà Phê từ chối bàn thắng của Phương Vô Tu. Và trận đấu cũng đã khép lại ở đây. Chiến thắng với tỷ số 6-1 cho Thiên Khôi. Một set tennis hoành tráng của đội bóng nhà đất. Họ có được thắng lợi đầu tiên ở HPL và giải cơn khát của mình một cách tưng bừng.